giới trẻ đang bạc đãi tiếng Việt. Nạn dịch sai đang phá hỏng tiếng Việt. Thảm họa sử dụng sai tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đó chỉ là một vài vấn đề nổi cộm trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hiện nay khiến nhiều người chăn trở. Cái lỗi về tiếng Việt, sử dụng từ, sử dụng câu, cách dùng tiếng Việt, ví dụ như là mượn cái tiếng nước ngoài, cái cách nói, không, tôi không nói là dùng từ nước ngoài. Dùng từ nước ngoài đã là một cái không chuẩn rồi. Nhưng mà cách dùng, cách nói của nước ngoài vào tiếng Việt còn nhiều vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng là chúng tôi thấy là phải chấn chỉnh. Các nước người ta gặp nhau, người ta chào buổi sáng, người ta có cách nói của chúng ta. Người Trung Quốc gọi là nǐ hǎo. Người Nga zdravstvuйте, tức là chúc anh khỏe. Buổi sáng thì dobro utro, tức là chúc một buổi sáng tốt lành. Chứ người Việt không bao giờ có cái chuyện là chào buổi sáng hay chào buổi tối. Chào cô là chào cô, chào ông là chào ông. Tiếng Việt từ lâu vẫn được cho là một hệ thống ngôn ngữ đa dạng, đa chiều và có nhiều sắc thái biểu hiện đã làm nên bản sắc tinh hoa của văn hóa Việt. Tuy nhiên, nhiều nhà ngôn ngữ học nhận định, những năm gần đây, một số người Việt mắc tương đối nhiều lỗi chính tả, cú pháp trong ngôn ngữ nói, dùng nhiều hư từ, tiếng đệm vô nghĩa, từ sai nghĩa, làm mất đi tính trong sáng và chuẩn mực của tiếng Việt. Đáng buồn là điều này diễn ra trên cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo các chuyên gia, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cần sử dụng tiếng Việt đúng nghĩa, chuẩn mực để truyền cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh đó là nâng cao ý thức sử dụng tiếng Việt chuẩn khi chuyển ngữ những tài liệu dịch thuật nước ngoài. Chúng ta cần phải nghĩ về tiếng Việt một cách nghiêm túc và liên quan tới đó là việc viết, nói và dịch các cái tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bởi vì hiện nay thì chúng ta biết hiện nay trong cái xu hướng hòa nhập hiện nay thì ngoại ngữ là một trong cái vấn đề rất quan trọng. Nó vừa là một cái cánh cửa mở ra đối với lại thế giới, nhưng nó cũng là một cái rào cản nếu mà chúng ta không sử dụng nó một cách hợp lý. Đặc biệt là chúng ta nói tiếng Việt trước mặt trẻ em, thì theo tôi nghĩ là chúng ta phải nghĩ, phải hiểu là đấy là trách nhiệm lớn của chúng ta. Không phải chỉ ta nói hôm nay, bởi vì tất cả những từ ngữ chúng ta đã dùng để nói với trẻ em nó sẽ ảnh hưởng đến hàng chục năm sau. Bởi vì nó in vào dấu ấn, những cái dấu ấn vào tuổi thơ. Để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, bên cạnh việc nâng cao ý thức của mọi người, cần có sự quan tâm sâu sát của các cơ quan chức năng, kiểm duyệt, những nhà quản lý văn hóa, những đơn vị xuất bản, những cơ quan báo chí truyền thông cùng nhau góp phần trả lại vẻ đẹp trong sáng và tinh tế cho tiếng Việt.